Hello mọi người, lại là một siêu phẩm giá siêu rẻ nữa tới từ nhà Real Fit ha. Cách đây vài tháng thì bạn Huyền bên mình cũng đã làm review về con Real Fit F3 rồi và được rất là nhiều bạn quan tâm và có những bạn comment đó là Real Fit nó ra cái mẫu F4 rồi. Mình test lắp trên tay đi và đánh giá đi thì đây, đúng với quan niệm của bạn luôn, đây là mẫu Real Fit F4. Nhưng mà phải nói thật với các bạn là mình đã trải nghiệm cái tai nghe này trong suốt một tuần qua và mình không biết là phải đánh giá thế nào về cái con này nữa, nói thẳng các bạn luôn. Bởi vì với một cái mức giá mà hãng cho nha, cái hãng mà bán ở trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ khoảng 150k chưa bao gồm việc áp mã thì còn gì phải review nữa các bạn. Một cái tai nghe có chống ồn chủ động, có app, thiết kế đẹp các kiểu mà 150.000 còn chưa bằng một gói các bạn đăng ký nghe những cái nền tảng nhạc trực tuyến chẳng hạn như là Spotify hoặc Tidal thì các bạn còn đòi hỏi gì nữa. Mà thôi, nói là vậy thôi, các bạn cứ coi review cho vui đi, mình vẫn khuyên các bạn mua luôn nha. Nhưng mà hãy coi coi cái tai nghe này có gì ngon trong cái phân khúc giá của nó ha. Rồi, và mình đã đóng lại cái hộp này để cho bạn coi cái màn inbox trong này, một cái tai nghe 150 cành chúng ta có gì ha. Thì đây là cái hộp của cái tai nghe, chúng ta sẽ có cái hình cái tai nghe được dập nổi ở đây. Real Fit F4 có luôn hai cái logo vàng. Đó, các hãng Trung Quốc rất là khoái logo vàng ha. Và nó sẽ nói là chiếc tai nghe này có công nghệ chống ồn chủ động ANC và có luôn cả tính năng game mode. Để chơi game bị hạn chế độ trễ. Đó, nghe là thấy xịn sò rồi ha. Bên đây logo Real Fit, bên đây là những cái tính năng chính của cái tai nghe này, chẳng hạn như là đeo thoải mái nè, có chống ồn ENC là chống ồn môi trường nè, để giúp cho cuộc gọi tốt hơn, có ANC luôn và có một cái thời gian sử dụng pin lâu dài. Quá trời quá đất luôn, nghe như cái tai nghe cả triệu bạc. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy là nó kết hợp giữa tiếng Hoa và tiếng Anh mà chúng ta sẽ không có tiếng Việt. Mình sẽ đọc vài cái thông số cơ bản cho các bạn nghe nha. Chẳng hạn như là chiếc tai nghe này có Bluetooth 5.4, check. 150k có Bluetooth 5.4 là ok. Rồi có cái khoảng cách tối đa để nghe ổn đó là 10m. Rồi thời lượng pin của mỗi bên tai là 30mAh. Thời gian sử dụng nó nói luôn, đó chính là 4 tiếng đồng hồ cho mỗi bên tai. Và thời gian để sạc đầy đó là 1 tiếng đồng hồ ha. Đó, nói chung là cũng ngon nghẻ đó. Còn về cái hộp sạc thì sao? Cái hộp sạc thì sẽ có dung lượng pin là 300mAh và sẽ sạc đầy trong vòng 1 tiếng rưỡi. Đó là những gì các bạn cần quan tâm ha. Công nghệ ngập tràn luôn. Rồi, và đây các bạn sẽ thấy một sự bất ngờ đầu tiên, đó chính là tuy là cái hộp bên ngoài nó để màu đen nhưng mà phiên bản mình chọn đó là phiên bản màu tím mộng mơ ha. Đó, cái phiên bản mà mình làm ra chắc chắn là hội chị em phụ nữ rất là thích ha, hoặc là những bạn nào mà là fan của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS thì sẽ rất là thích cái màu tím này ha. Rồi, tạm thời để qua một bên đi. Trong đây chúng ta còn gì? Chúng ta sẽ còn một cái dây cáp sạc từ A to C. Cũng tương đối ngắn đó. Nói chung mà đối với những cái hộp sạc, những cái tai nghe giá rẻ nha, mình khuyên các bạn nên xài dây sạc zin nha. Bởi vì nếu như các bạn mà xài cái chuẩn mà sạc nhanh C2C á thì maybe là cái thời lượng pin nó sẽ không được giữ lâu đâu, nó sẽ bị chai pin đó. Và đây sẽ là những cái núm tai nghe để thay thế. Có logo Real Fit ở trên cái này luôn, nhìn rất là xịn sò ha. Rồi, nói chung là phần chính thì chúng ta sẽ chỉ có vậy thôi, cũng không là quá là bảo vệ môi trường mà có sạc là ok rồi ha. Rồi, bây giờ sẽ tới ngay với nhân vật chính luôn. Đây là cái tai nghe 150 cành. Đó, mình cứ luôn luôn nhắc lại cái hậu tố này cho các bạn coi nha. Bởi vì nó, mình phải nói sao ta, với mức giá này thì mình không có expect là nó sẽ được như vậy. Mình sẽ đi từng phần. Đầu tiên là về cái ngoại hình đi ha. Thì phải nói luôn cái ngoại hình của cái Real Fit này nhìn nó rất là dễ thương. Bởi vì nó nhỏ gọn nè, nó bầu bầu dục nè, nên nhìn nó rất là phù hợp với các chị em hội phụ nữ nha. Nói lại lần nữa là như vậy. Chúng ta sẽ có logo Real Fit ở đây, một cái chấm như vậy, dùng cái đèn báo hiệu là có kết nối mở nắp hay các kiểu. Thì cái đèn này mà ở đây, một cái đường viền ở đây nhìn cũng khá là đẹp luôn. Rồi, ở mặt sau thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB-C. Cái kiểu sạc này mình sẽ không thích lắm. Lý do là tại sao? Mình sẽ demo cho các bạn coi luôn. Ví dụ như bình thường các bạn hết pin đi, các bạn cắm sạc,
hôm nay các bạn để vậy. Đó, nó rất là kỳ. Không rồi, hôm nay bây giờ cái sàn các bạn úp như vậy xuống, nhìn nó không được công thấy học cho lắm ha, nhìn nó không có hay. Cho nên mình thấy nhiều tai nghe là họ làm vậy. Nếu như mà họ đặt ở dưới cái phần đáy đi, phần đáy là phần này đi, thì mình sẽ để vậy, để mình sàn thì nhìn nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn. Còn này thì nó hơi ngang trái một tí xíu ha. Thì cái này nhìn cho quen vậy thôi ha các bạn, chứ không có, cũng không phải là một nhược điểm gì lớn, chỉ là hơi kỳ thôi. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ mở cái nắp này ra. Các bạn thấy không? Tuy là một cái tai nghe giá rẻ nhưng mà cái bản lề này mình đánh giá khá là ok nha. Đó. Và ngoài ra thì cái việc cái 500 giữ cái tai nghe này nó cũng ở mức gọi là ổn. Nếu như mà mình đập mạnh nè thì nó vẫn ra nha các bạn. Đây mình cố gắng mình đập mạnh đây. Ô, không ra luôn. Đó. Không ra các bạn ơi. Chết chà, nãy mình nói hố rồi. Đó, tai nghe này nó giữ rất là chặt nha các bạn. Mình đập cỡ nào nó cũng không ra luôn. Đó, một cái điểm hay nữa trên con tai nghe này, nhiều mẫu tai nghe 600-700 cành mới vừa mở ra lần cái là rớt ra ngoài rồi. Ok, refit, rất là hay. Rồi, về tổng thể thì cái này nó làm bằng từ nhựa 100%. Mình thấy nó có những cái chỗ nó hoàn thiện, nó chưa được sắc sảo cho lắm ha. Đây, các bạn thấy hơi lứng cứng nhẹ chỗ này một tí, không sao, cười cười cái nào ra hết nè. Khi mà các bạn mở ra, ấn tượng đầu tiên đó chính là hai cái vòng đèn LED ở đây. Và hình như là nó tiệp màu luôn với cái màu tím này hay sao các bạn. Tại vì khi mà mình mở ra mình thấy cái đèn này nó cũng màu tím luôn các bạn. Đó, và khi mà lấy tai nghe ra nè, thì cái tai nghe Realfit S4 này có một cái kiểu thiết kế dạng hạt đậu ha. Nó sẽ là dạng tròn như vậy luôn nè, chứ nó không hề có một cái đuôi tai dài ra. Thì hiện tại tai nghe True Wireless thì nó sẽ có hai cái trường phái chính. Một đó là dạng hạt đậu như vậy, dạng tròn như vậy, hoặc là dạng có cái đuôi tai dài giống như là Apple AirPods vậy đó. Thì đây sẽ có mang lại hai cái kiểu tai đeo khác nhau. Thì cá nhân mình nha, trước đây mình khá là thích cái kiểu dạng dài đó. Bởi vì cái kiểu đeo nó thoải mái cho tai, đeo lâu một khoảng thời gian dài nó không bị quá là mệt mỏi tai. Còn những cái tai nghe dạng này nè, rất là nhiều những hãng, không chỉ là những hãng giá rẻ mà là những hãng to luôn, họ làm tai nghe rất là kích thước rất là lớn. Bởi vì trước cái driver củ loa nó rất bự, cho nên cái việc mà đeo nó rất là mệt tai. Và nếu như mà có đeo luôn cả mũ bảo hiểm hay là đeo thời gian dài thì nó rất là mệt mỏi cho cái lỗ tai của mình. Cho nên mình hoàn toàn không thích cái dạng này luôn. Mình đã nói trong những cái video review tai nghe trước đây rồi. Nhưng mà khi mà qua tới cái bé Realfit S4 này thì mình phải thay đổi quan điểm một chút xíu. Cái thứ nhất là cái đầu tiên là mình chắc chắn rồi, mình vẫn luôn luôn thích cái dạng mà có cái đuôi tai dài nha. Nhưng mà đối với cái tai nghe Realfit S4 này á, thì với cái việc cái kích thước nó không quá lớn, kết hợp với cái việc trọng lượng nó không quá nặng, và cái kiểu thiết kế này nó bám khá là sát cái khoang tai của mình, cho nên cái việc mình đeo nó vô cùng thoải mái. Có một lần mình đeo, mình làm việc, mình tập trung quá, mình mở nhạc, mình nghe mà mình quên luôn á, thì mình có thể đeo liên tục tới 5 tiếng đồng hồ mà không hề bị cảm giác gọi là bị đau tai khi mà lấy ra ha. Thì đây là một cái điểm khá là hay trên con Realfit S4 này. Điều này nó sẽ phù hợp luôn đối với các bạn nữ ha. Mình biết là tất nhiên rồi, các bạn nữ thì khoang tai sẽ không lớn bằng các bạn nam, cho nên cái việc mà đeo một cái tai nghe nhỏ gọn như vậy là một cái chuyện rất là ok luôn, rất là hay ha. Sẵn nói về cái việc tại sao cái thiết kế của cái tai nghe này có thể nhỏ gọn được như vậy á, thì đây, mình có được gửi một cái catalog của cái con tai nghe Realfit S4 này. Và khi nói thật với các bạn á, là khi mà mình cầm cái tai nghe này á, với một giá 150 cành, thì mình không nghĩ là hãng Realfit họ lại làm một cái catalog chỉnh chu như vậy. Trời, mình nhìn vô giống y chang như là một cái slide thuyết trình của một cái tai nghe giá 1-2 triệu trở lên nha các bạn. Ồ, quá trời luôn nè các bạn thấy không. Cái lý do tại sao á, mà cái tai nghe nhỏ gọn đó chính là về cái củ loa bên trong ha. Đây mình sẽ show cận cảnh cho các bạn coi. Đây chính là cái củ loa của con Realfit S4. Thì cái rũ loa này hãng sản xuất nói đây là củ loa được làm từ hợp kim titan và chỉ có kích thước là 6mm mà thôi. Còn so với những cái tai nghe khác trên thị trường nha, họ làm một cái driver lớn kích thước lên tới 13mm lận. Cho nên chính vì cái sự khác biệt của cái củ loa, cái driver như vậy á, cho nên cái tai nghe này mới đạt được cái trạng thái nhỏ như vậy. Còn cái việc mà nó nghe hay hay không thì lát nữa mình sẽ bàn trong phần chất âm nha. Nhưng mà nói chung cái việc mà làm một cái củ loa siêu nhỏ vậy nè, mình thấy nó khá là hay rồi ha. Rồi, vậy thôi, cho nên rồi ở đây là những cái mà điểm sẵn đây, mình sẽ nói luôn những cái điểm hay ho ở trên con tai nghe này ha. Tất nhiên là hãng quảng cáo có cái đúng có cái không, nhưng mà mình cứ coi đi. Đấy, một cái tai nghe 150 cành mà chúng ta có gì? Chúng ta có chống ồn môi trường,
chúng ta có chống ồn chủ động ANC và ba chế độ nghe, đó chính là chế độ chống ồn ANC, chế độ xuyên âm và chế độ bình thường luôn. Và cái mức độ chống ồn của cái tai nghe này được hãng giới thiệu là lên tới -40 dB lần. Nếu như các bạn mà có coi những cái video review trên những cái kênh khác hoặc là mình có nói á, thì những cái tai nghe giá rẻ hiện tại á, thì nó sẽ chống ồn ở mức gọi là -30 tới -35, nhưng mà cái tai nghe này lên tới -40 luôn. Khá là kinh khủng đó. Và nó chống ồn cách nó có cái mic nó thu vô, và những cái cách làm sao để nó chống ồn thì nó sẽ để ngay đây hết. Thì nếu như các bạn mà có coi trên những sàn thương mại điện tử thì chắc cũng sẽ thấy được cái slide thuyết trình này thôi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái app luôn. Trời ơi, 150 cành có app luôn các bạn. Thật không thể tin được. Rồi, bây giờ sẽ đi tới từng cái thành phần mà hãng quảng cáo, coi nó như thế nào. Rồi, đầu tiên là kết nối thì mình đã kết nối sẵn rồi, các bạn sẽ thấy là có báo pin nè, mặc định Android có luôn. Và cái tai nghe này hỗ trợ AAC nha. Chính vì hỗ trợ AAC cho nên là không chỉ Android đâu mà các bạn mà xài trên những cái điện thoại iPhone thì cũng có thể dễ dàng tương thích ha. Và cái điểm đặc biệt nhất đó là cái tai nghe này nó có app. Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, có những cái tai nghe Trung Quốc khác mà mình đã từng làm trước đây, cái app là nó là một cái app chung, app universal, cái kiểu mà nó không được tối ưu tốt á, vô app chỉ có hiện tên rồi hiện mấy chức năng vớ vẩn cho vui á, thì qua cái app của bé này thì mình thấy hơi bất ngờ. Thì cái giao diện này nhìn vô nó khá là trực quan, có pin tay trái tay phải và có luôn cả ba chế độ chỉnh nhanh ở đây, có chế độ chống ồn chủ động mà sao để qua tiếng Việt nhìn nó hơi ấy thế ha, giảm tiếng ồn ha, để tiếng Anh nó là ANC rồi. Chế độ bình thường nè và chế độ xuyên âm, nó dịch là trong suốt. Bên dưới là chế độ trò chơi. Cái này là chế độ mà khi bật lên á, thì cái việc giảm cái độ trễ của tai nghe sẽ được tăng cường lên. Bên dưới chúng ta sẽ có những cái chẳng hạn như là cài đặt EQ, cài đặt phím, chỉnh sửa tên của cái tai nghe này theo ý thích, cập nhật OTA. Đó, để mình coi, chưa có bản cập nhật mới. Bộ công cụ chẳng hạn như là âm thanh trắng. Trời ơi, các bạn thấy không? Các bạn thấy gì chưa? Có âm thanh trắng. Các bạn biết là sao có âm thanh trắng không? Đây là cái chính vì cái tai nghe này nó nhỏ gọn và nó nhẹ cho nên các bạn có thể đeo khi đi ngủ, và các bạn bật âm thanh trắng này lên giúp cho các bạn rơi vào giấc ngủ dễ hơn. Và hãng còn chăm chút hơn đó là có tắt theo định giờ nữa, có nghĩa là ok, mình chỉ cần âm thanh trắng trong khoảng 1 tiếng để mình rơi vào cái giấc ngủ sâu thôi thì cái tai nghe nó tắt đi. Quá hay. Có đủ các loại âm thanh trắng chẳng hạn như là đêm hè, âm thanh mưa, âm thanh không gian, nói chung là rất là nhiều ha. Tiếp theo là chế độ làm sạch. Chế độ làm sạch này thì mình không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà cái nguyên lý của nó là nó sẽ đưa ra một cái âm lượng cực kỳ lớn để nó đẩy bụi từ những cái bụi nhỏ nhỏ nằm trong khoang trong cái khoang tai nó đẩy ra ngoài, giúp cho cái tai nghe nó sạch hơn. Cũng hay. Tiếp theo là chế độ làm khô. Chế độ làm khô này cũng là một chế độ khá là hay. Trước đây nếu như các bạn mà xài loa hay là tai nghe mà có kháng nước mà các bạn mang xuống hồ bơi, các bạn lỡ làm rớt xuống dưới á, khi các bạn lên YouTube, các bạn hay search những cái bài hát á có một cái tiếng bass nó lớn để nó làm tưng, nó có âm thanh á, nó đủ lớn để cho nước nó văng ra ngoài, thì trên con tai nghe này nó có luôn. Khi bật cái này lên thì nếu như các bạn lỡ rơi vào nước á, các bạn để trên bàn, các bạn bật cái chức năng làm khô này lên á thì nó sẽ đẩy nước ra ngoài ha. 150k đó các bạn. Giờ mà tìm cái tai nghe mà 500k mà làm ạp chỉnh chu vậy còn không thấy nữa. Rồi, khen hoài chắc không biết bị nói là nhận tiền của hãng hay không nha, nhưng mà nó hay phải khen thôi. Cái chế độ cài đặt EQ đó lại hay nữa, các bạn thấy không? Khi mà mình bấm vô cài đặt EQ, cái animation nó hiện rất là đẹp ha. Và khi mà chỉnh qua nó sẽ có tổng cộng đó là 6 cái EQ được thiết lập sẵn. Ở chế độ mặc định các bạn sẽ thấy là nó cân bằng nè. Và khi các bạn mà chuyển qua phổ biến đi thì nó sẽ tune lại, chuyển qua nhạc dance, tiếng Anh là dance đó, còn này nó ghi là nhạc nhảy. Chuyển qua cổ điển thì nó tune kiểu khác, nhạc jazz thì nó tune kiểu khác, và cuối cùng là slow song thì đã dịch là bài hát chậm, nó cũng tune theo kiểu khác. Và khi các bạn chuyển qua tùy chỉnh thì các bạn có thể tự động chỉnh theo ý của mình nha. Thì nói chung là với việc mình đã nghe thử rồi nha, với cái và cái thứ hai đó là kinh nghiệm của mình đó, thì nếu như bạn nào không quá rành để mặc định nghe là ổn nhất, bởi vì chỉnh mấy cái kia thì âm thanh nó sẽ đi theo một cái hướng nó hơi riêng biệt một tí xíu, có khi bạn sẽ không thích đâu. Để mặc định là nghe nhạc nào cũng được, gọi là nghe tạp luôn đó. Và cứ tiếp theo là chế độ cài đặt phím. Nó hay nữa, khi mà các bạn để qua tay trái thì nó sẽ hiện cái này to lên nè, khi các bạn chuyển qua tay phải thì cái tai nghe bên này nó hiện to lên, nó hay không?
Đó. Rồi, và ở đây chiếc tai nghe này của chúng ta sẽ hỗ trợ lên tới 4 cái thao tác chính. Thao tác là nhấn một lần, thao tác nhấn 2 lần, thao tác nhấn 3 lần và cuối cùng là thao tác nhấn giữ lâu. Thì đối với những cái từng cái thao tác này các bạn có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là không làm gì hết, phát dừng nhạc, qua bài trước qua bài sau, tăng giảm âm lượng, gọi trợ lý giọng nói, rồi bấm nhận cuộc gọi hoặc là chuyển đổi ANC. Nói chung là các bạn có thể chỉnh được custom rất là nhiều và nó riêng biệt cho từng tai luôn. Thấy không? Các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thức của các bạn, và các bạn chỉnh tay trái xong các bạn qua các bạn chỉnh tay phải. Đó, nhìn chung là các bạn có thể mix theo cái nhu cầu sử dụng riêng của các bạn ha. Quá hay, nói chung là ok, ổn. Rồi. Và đó là những cái gì mà cái app này mang lại. Mình thấy nó rất là giá trị ha. Một cái tai nghe giá rẻ mà có một cái app làm rất là chỉnh chu vậy đó, thì nó tạo cái sự gọi là hay ho rồi, mình cảm thấy vui rồi. Đeo một cái tai nghe giá rẻ mà thứ nhất là cảm thấy nó vui, thiết kế nó ổn, tai nghe đeo nhẹ, app nó nhiều thứ để bộc bạch là thứ nhất là nó vui rồi. Rồi bây giờ trở về với nhân vật chính, cái tai nghe này nghe như thế nào. Mình khi mà mình review tai nghe này, mình nghe nó với một cái vị thế nó rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Bởi vì mình không phải là một người nghe chuyên, mình đã từng nói trong rất nhiều video lần trước rồi. Mình nghe chủ yếu để giải trí, cho nên nếu như mà mình làm những cái tai nghe mà 3-4 triệu á, mình áp lực lắm. Bởi vì mình sợ mình nói sai, nói không đúng hay là làm cho các bạn hiểu lầm á thì mang tiếng lắm. Nhưng mà đối với một tai nghe 150 cành thì ok, thoải mái thôi. Miễn nó nghe nó đủ hay, đủ ok, xứng đáng với giá tiền là được rồi. Thì nó ổn rồi đúng không? Thì đối với con tai nghe Realfit F4 này, cái đầu tiên là cái âm lượng đi. Thì mình đánh giá con tai nghe này có âm lượng ổn. Ở trong nhà mình để cái âm lượng khoảng chừng 70-80% là mình có thể nghe được rồi. Còn khi mà mình đi ngoài đường mình để 100% kết hợp với chống ồn thì tuyệt vời luôn, không có gì phải bàn hết. Tiếp theo là về chất âm. Chất âm của cái tai nghe này khi mà mình nghe trên YouTube và mình nghe ở trên nhạc của tôi thì mình thấy cái chất âm của con tai nghe này theo hướng gọi là nó thiên sáng. À, thiên sáng là sao? Thiên sáng mà có hơi một chút vi sét một chút xíu. Để các bạn dễ dàng nhận định thì việc cái tai nghe này nó sẽ nghe ra được khá là nhiều bass và khá là nhiều treble. Cho nên nó sẽ phù hợp với những cái bài nhạc nó có nhiều những cái tiết tấu nhanh, dồn dập và nó mang nhiều năng lượng. Chẳng hạn như các bạn mà nghe những cái chương trình hot hiện nay, chẳng hạn như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi, Rap Việt thì nghe nó rất là ok, là ngon lành luôn. Nó mang lại một cái sự gọi là phấn khởi khi nghe. Mình phải dùng đúng rồi. Nghe một sự phấn khởi nghe, nghe nó kích thích và nghe nó giống như là mình có thể hòa nhịp vào bài hát được, chứ không phải là nó theo hướng gọi là nghe nhạc sôi động mà nghe nó nhìn nó nghe nó tù, nó thiếu bass, nó thiếu treble. Thì cái tai nghe nó thể hiện trọn vẹn đầy đủ luôn nha. Và có một cái điểm nữa các bạn cần lưu ý, đó là việc các bạn nghe nhạc ở chế độ bình thường và chế độ chống ồn ANC nó sẽ hơi có một sự khác biệt một chút xíu. Ở điều kiện bình thường thì bass nó xuống khá là sâu, ổn. Không phải là quá mạnh đâu các bạn, nó chỉ ở mức vừa phải thôi nhưng mà có. Nhưng khi các bạn chuyển qua cái chống ồn chủ động ANC á thì cái không gian hình như nó gần như bị bó hẹp lại, nó cái âm bass của nó không được tròn trịa và nó lực như là ở chế độ bình thường ha. Thì đây là một điều các bạn cần cân nhắc. Nếu như các bạn mà nghe ở nhà thì các bạn cứ để chế độ tắt đi. Bởi vì con tai nghe này nó có cả chống ồn chủ động môi trường nữa, ENC, chứ không chỉ là ENC không. Và âm lượng nó to, cho nên nếu như các bạn ngồi, các bạn nghe trong văn phòng, trong trường học đi, thì các bạn mở âm lượng lớn thì có thể những tiếng ồn bên ngoài bạn sẽ không nghe được đâu. Cho nên không nhất thiết phải mở tính năng ENC lên nha, nghe nó sẽ ổn hơn. Còn nếu như các bạn đi ngoài trời thì thôi ok, đánh đổi một chút chất âm nhưng mà đổi lại khả năng chống ồn ổn. Mình có đeo cái tai nghe này để mình đi ngoài đường, mình đi rap, mình ngồi phía sau bắt tài á, mình đeo một cái mũ 3/4 nữa, mình bật chế độ giảm ồn lên. Thì đúng thật sự á, hãng sản xuất nói là cái tai nghe này chống ồn được lên tới -40 dB. Mình không biết có lên đúng hay không nha, nhưng rõ ràng nếu so với những cái mẫu tai nghe mà được quảng bá là chống ồn khoảng chừng -30 hoặc là -35 đi, thì con tai nghe này chống ồn tốt hơn hẳn. Những cái tiếng ồn chẳng hạn như tiếng xe beat, tiếng còi xe, nó được giảm đi đáng kể. Tất nhiên nó sẽ không bằng được những con tai nghe có nhiều micro lọc âm như là những con tai nghe chẳng hạn từ Sony, từ Bose 4-5 triệu đó, thì con này nó không làm được như vậy. Nhưng mà đối với việc sử dụng bình thường đi ngoài đường nha,
theo mình nghĩ những cái mẫu tai nghe giá rẻ này á, thì chắc là chúng ta sẽ mang đi ngoài đường nhiều, cho nên thì nó sẽ chống ồn, nó ok là nó mình sẽ không bị những cái tiếng ồn như lúc như kẹt xe đi, những tiếng động cơ đó làm mình khó chịu, thì con tai nghe này có thể loại bỏ được cái đó. Bật nhạc lên và chiến thôi. Thì nói chung đó là những gì mình muốn nói về cái chất âm của con tai nghe và khả năng chống ồn của tai nghe này. Với tầm giá 150k thì mình có thể khẳng định luôn nha, chẳng có gì phải chê cả, nghe quá ổn, nghe mọi thể loại nhạc luôn. Tất nhiên là những bài nhạc mà nhạc vàng, nhạc bolero đi, thiên hướng vocal đi, thì nó sẽ hơi bị thọt nhẹ một xíu. Nhưng thọt ở đây là thọt so với những mẫu tai nghe đắt tiền hơn, thậm chí là tiền triệu, chứ không phải là trong cái tầm giá của nó. Với 150k các bạn nghe với cái vị thế là các bạn mua một tai nghe bắt cúp luôn đi, thì nó quá ok, quá ngon lành rồi, có thể nói là vô đối trong tầm giá 150k của nó luôn. Đó, nói vậy cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi, về thời lượng pin thì sao? Chính vì việc nó có một cái thiết kế nhỏ gọn và hãng sản xuất họ nói là thời lượng pin sử dụng cũng lâu dài, nhưng mà cá nhân mình đi, mình nghe thì mình nghe khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, tầm 3 cho tới 4 tiếng đồng hồ thì mình phải cần bỏ vô hộp để mình sạc lại. Thì mình đánh giá đó là cái mức khá là ổn rồi các bạn. Không thể nào expect gì hơn ở một cái tai nghe nhỏ vậy. Và khi mà kết hợp cả cái tai nghe và cái hộp sạc thì các bạn có thể xài trọn vẹn một ngày làm việc, từ sáng tới tối, tối về cắm sạc cho nó là tới sáng ngày hôm sau là có thể xài lại bình thường rồi. Rồi thì video cũng đã đủ dài rồi ha. Nãy giờ mình nói rất là nhiều về cái tai nghe này bởi vì mình không nghĩ là một cái tai nghe 150 cành nó lại làm được những điều như vậy. Không biết là có phải phá giá hay không hoặc là sau này có tăng giá hay không ha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại trong cái bài review này thì với mức giá 150k mình không thể nào chê được cái tai nghe này cả. Một cái tai nghe thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nam và nữ, chất âm nghe ổn, chống ồn chủ động ổn và thời lượng sử dụng pin tương đối tốt. Đó, đó là những gì mình muốn nói về con Realfit F4 này. Bạn nào mà muốn tham khảo mà mua cái tai nghe Realfit F4 này thì mình có để cái đường link bên dưới, các bạn có thể nhấn vào đó mua để ủng hộ bọn mình nha. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu Realfit F4 này thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.